Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Rồi, ngồi xuống rồi. Cứ ngồi bình thường. Ngồi xuống đất. Rồi thoải mái trong quá trình làm bác còn ngủ gật nhá. Rồi cảm thấy tự tin đúng không? Lúc đấy em nói đi, tên cụ tên gì? Tên là Tạ Đình Sinh ạ. À, rồi cụ bị sao? Tai biến. Điều trị một đấy thì thấy là nó khả quan hết. Cái chỗ mình nó chặt hẹp nhưng mà cái tình rồi đây mà đúc sâu vô nha. Rồi anh rồi em vào anh bán giờ thiệt mà não hết trong mặt liền đang ù tay tiếng tay có tài báo tay thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.